Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Thanh Gươm Diệt Quỷ. Và hôm qua thì mình có mua được thanh kiếm của Zenitzer từ lần đầu shopping luôn. Thế nên là mình còn dư rất là nhiều những cái Scarlet Orc hiếm. Vậy nên là bây giờ mình sẽ tranh thủ mình mua thêm vài lần nữa coi. Để coi coi mình có may mắn và mua được thanh kiếm của kiếm sĩ huyền thoại Yorichi hay không. Mình sở hữu được thanh kiếm đó thì thôi gọi luôn. Thành tẩu giang hồ trong thế giới thợ săn quỷ này là hơi bị đã. À, thanh kiếm của Rengoku, thanh kiếm của phong trụ, kiếm của xà trụ. Ây da, còn toàn kiếm trụ cột không vậy? Ồ, kiếm của Inosuke rồi nữa nè. Vũ khí của nham trụ, tiếp tục là của nham trụ. Rồi mình thấy cái đà này là không có kiếm của Yorichi rồi. Rồi. Có vẻ là giống như mình dự đoán rồi đó. Mình không đủ may mắn để mua được thanh kiếm của kiếm sĩ huyền thoại rồi. Tiếc ghê nhờ. Còn công việc của mình trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục tìm nhóc heo rừng hàng hiếm mới được. Hôm qua thì mình đã vụt mất một nhóc heo rừng rồi. Với cả là mình đã có thêm một cái mối thù với mấy cái thanh niên thợ săn quỷ vàng khè nha. Mình mà gặp thợ săn quỷ vàng khè là mình sẽ bem luôn. Không biết là bạn hay là kẻ thù nhưng mà đụng là trụng. Ý, trời. Mới ra khỏi nhà đã có một con ác quỷ nó sát hại thợ săn quỷ vô tội rồi. Ây da, mình ra trễ một xíu cái là hắn ăn thịt. Ý, ô, Thượng Huyền Nhất tới nhà tìm mình luôn. Trời, bữa nay Thượng Huyền Nhất tới nhà. Được, mình sẽ bem Thượng Huyền Nhất luôn. Tự nhiên kiếm mối hả? Ảnh quá kiếm mối hả vậy? Tính ra là hôm qua mình mới hết thao hóa luôn á. Ai dù, căng vậy, bữa nay Thượng Huyền Nhất hơi bị mạnh nha. Định trả cái mối thù hôm qua hả vậy? Hôm qua mình đánh Thượng Huyền Nhất gớt cái xúc tua, bữa nay tính tới nhà để đòi lại cái xúc tua hay sao á chứ? Không trả đâu. Mơ đi. Mình lụm được là mình không có trả. Bỏ túi luôn, mình sẽ gán đánh bại Thượng Huyền Nhất thêm một lần nữa. Biết đâu lại có thêm một cái vật phẩm mới từ Thượng Huyền Nhất thì sao. Tiếp tục, mình sẽ dùng hơi thở của lửa để mình đánh Thượng Huyền Nhất. Wow. Nhưng mà lần nào cũng như lần nào thì cái trận chiến với Thượng Huyền Nhất không bao giờ là đơn giản hết. Kiểu rất là khó để có thể chiến thắng được Thượng Huyền Nhất luôn á. Đây, mình sẽ dùng chính hơi thở mặt trăng của Thượng Huyền Nhất để đánh hắn luôn. Rồi, cởi áo rồi. Được, hơi thở sấm sét. Dính nguyện cái hơi thở sấm sét liền. Chắc thốn lắm đấy. Tiếp tục là bồi thêm hơi thở của lửa nè. Ê, mình chưa kịp đắp đất nữa. Kiếm pháp đỉnh thiệt. Không biết bao giờ mình mới luyện được tới cái trình độ như vậy nữa ta. Mình nhảy lên mình định tung hơi thở của lửa nhưng mà chưa kịp đáp đất nữa là bị đánh sắp mặt luôn rồi. Cho giờ chú tung liên hoàn chém cơ. Được, mình sẽ cấu rỉa tầm xa. Mình phải dùng cái lợi thế cấu rỉa tầm xa của mình mới được chứ đánh giáp la cà một hồi là cũng hơi đuối á. Chắc bây giờ phải dùng tới vũ khí của nham trụ thôi. Ây du, kèo này căng với mình rồi. Bữa nay đánh ở sân nhà luôn mà đánh không lại Thượng Huyền Nhất kìa. Kỳ vậy, sao vài lần thao hóa như là mình đã yếu hơn hay sao rồi? Mình không còn đủ sức để đánh bại, để có thể đánh bại Thượng Huyền Nhất hay sao? Ôi no, tác dụng phụ của việc thao hóa gì đó. Ây da. Nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Đây là sân nhà mình mà. Mắc quá thì mình hồi sinh ra mình quấn tiếp. Ui ui. Ồ, đây là dạng tiếp theo của Thượng Huyền Nhất à, mọc kiếm vô người luôn. Ồ, bắn ra hả? Mình né liền. Dùng hơi thở của nước nào. Mình phải tận dụng lợi thế hơi thở của nước để cấu rỉa. Còn 32 máu của Thượng Huyền Nhất à. Ừ, bắn. Này thì Thượng Huyền Nhất nè. Ý. Ui, hồi phục lên, Thượng Huyền Nhất hồi phục lên. Nhát chém cực mạnh. Mới mở màn thôi đã bị Thượng Huyền Nhất upshot rồi. Cay thiệt chứ. Sau khi mình thao hóa xong thì bây giờ
mình trở lại làm thợ săn quỷ bình thường có vẻ mình không còn được cái sức mạnh giống như ban đầu nữa. Mình đánh rất là chật vật khi mà đọ sức với Thượng Huyền Nhất luôn. Ây da, căng rồi nha. Những lúc mà kiểu mình yếu như vậy, mình có nên bổ sung một chút huyết quỷ thực không ta? Mình còn máu Muzan mà. Ồ, 60 giọt luôn. Có nên bổ sung miếng không? Miếng á? Ok, để dùng hơi thở mặt trăng cho nó mạnh mạnh xíu. Nhỡ mà có bị Thượng Huyền Nhất ấp sọt thì còn chống cự lại nữa. Ở đây lại xuất hiện thêm một cái vị vua gì kìa. Ê, cái tên Hành Tên Cư này. Nhìn cái gì, dám nhìn đẻo mình hả? Bé mắng luôn. Nhìn đẻo không? Mày thì nhìn đẻo rồi, hợp nhất lại đi. Thử gọn ngươi luôn. Giờ là mình gặp là mình không tha đâu. Mặc dù mình có một chút máu Muzan trong người nhưng mà mình vẫn là thợ săn quỷ đấy. Này thì Hành Tên Cư hả? Cái tên Hành Tên Cư này mình đánh bây giờ đúng nhanh luôn ấy. Đấy, chỉ với vài đường kiếm thì mình đã đánh bại được hắn rồi. À, thêm tên quỷ này nữa. Xử hết. Ôi ôi, nhưng mà trụ cột thì thôi, bỏ qua. Không đánh trụ cột. Rồi, và để coi cái tên vua đó ở đâu ý nhờ. Thanh máu của hắn xuất hiện thì chắc hắn cũng đâu đó gần đây thôi. À, kia kìa. Mình đã thấy được cái pháo đài của hắn rồi. Mấy cái con phantom này đi chỗ khác. Mấy con phantom chết tiệt. Cái gì? À, định đánh nhau, muốn đánh nhau đúng không? Này thì muốn đánh nhau. Người ta đã không muốn cà khịa rồi. Hình như cái thanh niên đó cũng họ hàng gì tới cái thợ săn quỷ mà vàng khè hay sao á. Nhìn cái mặt giống lắm. Ô, cái vị vua kìa. Ui, vị vua bị ăn cướp đánh. What? Ủa, đâu phải. Đó là những cái người lính canh gác mà. Ủa, sao người lính canh gác lại đánh vua ta? Lạ vậy. Ôi, mình sẽ vô kết. Trời ơi, cao thủ không bằng tranh thủ. Cái thanh niên lính canh đánh yếu, cái là mình nhào vô, mình lụm cục kẹo liền. Quá tuyệt vời. Cái đó gọi là việc nhẹ nhưng mà lương cao đó. Ôi, mà ở dưới còn nhiều lính canh quá. Chắc mình phải dọn bớt đi rồi mình mới lút đồ được. Này, lính canh đâu quá trời nè. Xử gọn hết luôn. Áo vàng cường hóa. Thơm. Có hàng nóng để mua mốt có gì đánh chú quỷ rồi. Ồ, còn có gia tài 3 nữa cơ. Mà cấp mình có gia tài rồi, thôi không lấy nữa đâu. Ngoài ra thì những cái mảnh từ cái người thợ săn quỷ này mình còn có thể ghép lại nữa cơ. Hình như là mình ghép xong là mình được cái mặt hay sao á. Mình sẽ ghép 4 cái mảnh đầu lại với nhau, giống như vậy là mình sẽ có được cái mặt rồi. Rồi mình đợi vô thử coi. Ủa? Thôi mặt này nhìn ngố quá à. Mà nó không cộng giáp cho mình nữa. Mình chỉ chế tạo để sưu tầm thôi. Còn mấy bộ phận này thì mình có thể ăn được không? Không ăn được. Quên, không ăn. Mình ăn là mình sẽ bị tha hóa đó. Ok. Đằng kia là cái chỗ gì vậy? Nhìn giống một cái nhà thờ lắm. Đúng rồi, như đây là cái nhà thờ hay sao á. Mình coi. Nó có cổng vào không? Chắc nó sẽ có một cái cổng vào đâu đó ở bên hông này. Chính xác rồi, đây có cái cổng hay sao nè. Úi, nó không phải nhà thờ mà nó là một cái lâu đài của phù thủy. Mà phù thủy này xây cái lâu đài kiểu gì vậy trời? Không có cái cổng vào. Kỳ cục kẹo vậy. Đâu, cổng đâu? Đừng nói không xây cổng nha. Chứ gì nữa. Trời ơi, phù thủy này xây gì là chết luôn rồi. Vô để mình kiếm bầu phù thủy mình test đít coi. Nóng thì chứ. Ừ, vị vua hồi nãy còn cho mình một cái cây cuốc cơ. Để mình test cây cuốc này, test đít phù thủy ha. Cái tội dám xây một cái gọi là lâu đài nhưng mà không xây cổng cho mình. Ô, còn có xương canh giữ ở dưới nè. Nguy hiểm vậy.
Mình nghe tiếng bà phù thủy đâu ở tên tầng trên tầng trên nè. À đây 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 phù thủy hả? Tét đít nha, hư hỏng, say mà. Này thì chọi thuốc. Ồ, còn có bàn cường hóa đồ giàu có thế nhờ. Được quá ta. Để mình thử lên trên tiếp coi, coi tầng trên là khu vực gì. À, tầng trên là chỗ để sách vở của phù thủy. Wow. À, bà mụ ta còn nuôi thêm zombie để canh gác nữa. Đàn đứng ở trên này. Đàn đứng ở trên này đúng không? Hư hỏng. Chưa dừng lại thì còn có một cái đường đi ở trên nữa nè. À. Nhưng mà có vẻ đồ trong đây thì không được giàu cho lắm. Hên cho các bà phù thủy ở đây là mình bây giờ không có còn thiếu sách đó. Chứ mình mà còn thiếu sách giống như giai đoạn đầu chắc mình bớ hết số sách này về xài chắc cũng hơi bị lâu á nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử xuống cái tầng hầm của cái lâu đài này coi. Tại vì lâu đài này còn có tầng hầm nữa nè. Tầng hầm này ghê vậy. Tầng hầm này là kiểu như để rèn luyện cho mấy cái con xương hay sao á. Wow. Còn có treo đầu lên, đầu lâu lên nữa kìa. Nhìn thấy ghê chưa? À, chỉ có vậy thôi. Hết rồi. Ngoài lâu đài còn có con cá sấu kìa. À, phù thủy này còn nuôi cá sấu à. Mình có nên bắt cá sấu của mụ phù thủy vậy luôn không ta? À không, không cần bắt đâu, mình xử nó luôn. Tại lúc đầu nó dám cắn vô mông mình. Bên cạnh cái lâu đài của phù thủy thì còn có một cái gọi là ngôi đền trong rừng. Được được. Mình sẽ vô thử coi. Biết đâu trong ngôi đền này lại cho mình thêm mớ đồ nữa thì sao? Đâu ta, cái rương nó nằm. À đây, cái rương nằm ở đây. Ừ. Sao bèo vậy? Ô. Đằng kia là Tanjiro đang đánh với Thượng Huyền Nhất. Ui thôi, chiến này Tanjiro toan rồi. Thượng Huyền Nhất mạnh lắm, để mình trợ giúp Tanjiro mới được. Ây. Dừng tay lại nào. Rồi luôn. Chưa kịp giúp Tanjiro nữa là Tanjiro đã bị Thượng Huyền Nhất đánh bại rồi. Chết tiệt thiệt mà. Trời ơi, vậy là trong một ngày mình phải đánh nhau với cái Thượng Huyền Nhất này hai lần. Ghét chưa? Có thôi đi không? Đánh gì mà chặt, gì mà chặt lia lịa hết vậy? Chặt nãy giờ luôn á. À, lấy xúc tua à? Này thì lấy xúc tua nè. Yes. Bây giờ mình đánh Thượng Huyền Nhất nhiều quá, mình lại được phong làm Thượng Huyền Nhất luôn rồi. Ai vui? No, tôi chỉ là thợ săn quỷ thôi, tôi không làm kiểu như làm ác quỷ đâu. Chẳng qua tôi đang giả tranh thôi. Cái tên Muzan nó tưởng bở thiệt chứ. Đâu người, đâu người xuất hiện đi. À, hắn bên đây. Hắn cùng bè phái đang tụ tập đằng kia. Nãy mình mới nhặt được trái táo vàng cường hóa nên mình tự tin lắm. Bữa nay mình quyết tâm là mình phải lấy được cái xúc tua của tên Muzan mới được. Mình sẽ dùng hơi thở mặt trời để thiêu rụi hắn. Vô, bắt đầu nào. À, người lấy cái roi máu hay gì? À không sợ người đâu. Cái vũ khí cận chiến của hắn lúc ở cái dạng này nhìn cũng đẹp lắm nè. Không biết đánh có rơi ra không à. Mình thích cái vũ khí đó. Ai, hắn biến thành dạng ác quỷ rồi. Này thì biến thành ác quỷ hả? Ồ, hắn có xúc tua ghê quá. À quên, mình cũng có xúc tua mà ta. Đúng. Mình sẽ lấy xúc tua ra để mình đọ xúc tua nhé. Để coi xúc tua ai mạnh hơn. Mà mình nghĩ xúc tua của hắn sẽ mạnh hơn á. Tại vì xúc tua của hắn là hàng xịn ấy. Oh my gosh. Ê, nhưng mà có một cái nhược điểm đó chính là khi mà mình xài xúc tua thì giáp của mình không được trâu. Ây, hắn lại dùng đòn phát nổ đó rồi. Không ổn. Thôi mình sẽ
dùng kiếm thuật để đánh hắn thôi, không dùng xúc tua nữa. Ê, nhưng mà coi hắn kéo rỉa máu mình ghê chưa cơ. Chắc mình phải dùng cái chiến thuật cũ thôi, là cấu rỉa tầm xa mới được. Mình sẽ liên tục dùng cái hơi thở mặt trăng và tấn công hắn. Hắn sẽ không thể áp sát mình đâu. Ây ây ây, người dám phát nổ hả? Ném mùi hơi thở mặt trời đi. Trời ơi, Nhìn cái bụng của hắn nhìn thấy gớm ghiếc quá. Quá trời găng rồi cơ. Yêu. Rồi và hắn sắp đi đại rồi. Kết thúc trận chiến này nào. Nhưng mà hắn vẫn không có chịu rơi ra những cái xúc tua là sao ta? Ồ, lạ thiệt. Wow wow wow. Tên Kagaku đang đánh nhau với âm trụ kìa. Và cái kết là bị âm trụ quýnh cho nổ banh xác luôn. Buổi tối ở đây nhộn nhịp quá ta. Các trụ cột đánh nhau các thứ với ác quỷ đâu. Để mình nghĩ nghĩa coi. Coi coi có cái tên thợ săn quỷ vàng vàng không? Để mình bêm hắn một cái. Có vẻ là không có tên thợ săn quỷ vàng vàng, mà chỉ có tên Muzan thôi. Mà trời gần sáng rồi. Trời gần sáng là thời cơ lý tưởng để mình có thể bêm hắn. Mình sẽ đánh hắn để cho một tí nữa mặt trời tiêu rụi hắn là vừa. Kế hoạch là như vậy. Rồi, xúc hắn nào. Căng hẳn đấy. Người á. Này thì chú quỷ nè. Rồi mặt trời gần lên rồi. Hắn đã sập bẫy của mình. Ê, ví dụ mình đánh hắn. Ôi. Mình định. Ôi. Trời đất ơi. Chưa kịp bàn chiến thuật thì mặt trời đã thiêu rụi hắn rồi. Hắn có tới mấy bộ phận ta? 1, 2, 3, 4. Hắn có thể rơi ra 4 món đồ khác nhau. Nhưng mà hiện tại mình chỉ mới sở hữu được cái nón của hắn thôi. Còn cái xúc tua nè. Rồi cái tai. Với cả cái miệng của hắn thì mình chưa có nhặt được. Không biết là phải tiêu diệt bao nhiêu tên Muzan thì mới sở hữu được cái món đồ đó nữa. Chắc cũng hơi bị nhiều á. Trong suốt cái chặng đường của mình thì đây là lần đầu mình ghé qua cái vùng đất băng. Được. Để mình đi khám phá một tí coi. Coi mình có gặp được một cái công trình nào đặc biệt ở cái vùng đất băng này hay không. Nhưng mà mở màn ở vùng đất này thì mình thấy có một trận đấu của hai cái con mô xe này nè. Nó đang hút đầu vào nhau. Trời ơi, coi nó hút cơ. Thôi, bình tĩnh, đừng. Giãn qua. Hai anh bạn à, đừng mà. Hút mạnh lên. Hút nhẹ quá. Đúng rồi, hút mạnh lên. Mình đứng trên giữa có hút chúng mình không? Hết hút rồi. Ok, vậy là mình đã giãn quà thành công rồi đó. Hai anh bạn đã tính nóng quá à. Ê, ở đây còn có gấu nữa. Thôi, gấu mẹ đang nóng giận à. Đây là kim tự tháp. Nhưng mà cạnh kim tự tháp còn có loài gì đây? Snow leopard. À, báo tuyết hả? Wow. Ở cái vùng băng này động vật đa dạng thiệt đó chứ. Còn cái kim tự tháp tuyết này để mình vô coi thử coi. Có gì ở dưới nào? Mình không nên đụng vô mấy cọng dây bẫy này đâu. Mình nghi ở dưới có bơm á. Chính xác. Ở dưới có bơm kìa. Lớ ngớ nó nổ cho banh xác luôn á. Ok, an toàn rồi. Lướt rừng rồi. Có táo vàng. Tiếp tục là táo vàng. Sức mạnh cấp độ 5 luôn nè. Cái này chắc để dành ép vô cây cung á. Theo như mình biết thì ui. What? Gần đây có Tanjiro ác quỷ. Có lẽ nào Tanjiro ác quỷ sống ở trong này. Đây là nhà của Tanjiro nè. Ôi, nhưng mà Tanjiro ác quỷ bị mặt trời thiêu rụi rồi. Trời đất ơi. Không hiểu luôn. Và đây là nhà của Tanjiro nè. Để mình vô mình coi thử coi có được đồ đạc gì không. Ủa, không có rương hả ta? Đây có cái rương su cơ nè.
Để mình đập ra mình coi thử. Trong này thì chỉ còn có cái áo của Tanjiro thôi. Ngoài ra thì còn có tí đồ ăn à. Ok. Trời, mình vậy mà hồi nãy mình cứ tưởng là Tanjiro ác quỷ sống trong cái căn nhà đó chứ. Đằng kia là tòa tháp gì vậy ta? Nhìn lạ lắm luôn. Ồ, còn có con gì trong đó nữa kìa. À, được, được, được. Bay qua coi thử luôn. Tòa tháp gì nào? Ồ, chứ Yeti. Đây là tòa tháp của những cái con Yeti. Vậy thì nhiều khi là nó lại có con Yeti chà bá lửa ở trong này canh giữa. Mình bay lên trên coi thử. Có không? À, ở trên thì chỉ có cắt sắt thôi. Và mấy con Yeti này có thân thiện không? Nhưng mà mình nhìn nó hung dữ quá à. Ê, nó không thân thiện nha. Nó tính đánh mình hay gì cơ. Thì ra người chọn cái chết. Mình đã không muốn đánh rồi mà đánh mình nữa. Ơ, nó còn có tầng dưới. Trời, ác quỷ xuất hiện trong này. Wow, nguy hiểm vậy. Vừa ra khỏi cái tòa tháp của Yeti thì mình gặp Tanjiro hàng riêu nè. Mình đi ở cái vùng này một mình cũng buồn. Thôi chắc mình sẽ dắt theo Tanjiro cho đỡ buồn đi. Dù sao thì có người bầu bạn nó vẫn sẽ tốt hơn á. Với cả nhỡ mà mình gặp kèo khó quá thì có gì nhờ Tanjiro giúp luôn. Chứ mấy dạo gần đây mình kiểu bị tác dụng phụ của máu Muzan hay sao á. Mình cảm giác mình yếu lắm. Nó không còn mạnh giống như những ngày đầu nữa. Cái người thợ săn quỷ vàng vàng hôm qua kìa. Cho. Cái gì? Dám sát hại Batarang. Chết tiệt thiệt. Nghĩ sao? Sát hại luôn thợ rang rồi. Ê, để mình tiêu diệt Muraki tiếp cái đó. Dù sao mình cũng là thợ săn quỷ mà. Rồi, phụ họ xíu nè. Ryutaro à. Tiêu diệt hắn lẹ đi. Hắn hơi khó nhận á. Kẻo hắn mà vô làng cái là ngôi làng lại toan nữa đấy. Đâu rồi, đang đánh nhau chạy đi đâu rồi? Trời ơi, hai ông thằng đó. Tanjiro với thợ săn quỷ vàng khè kia chạy vô kia đánh Daki rồi. Thôi kệ, mình xử tên Ryutaro một mình cũng được. Rồi. Giờ thì tới công chuyện cái thợ săn quỷ vàng khè đó. Hôm qua tại sao lại sát hại heo rừng của tôi? Bây giờ còn sát hại thêm cái người bán kiếm vô tội nữa. Tại sao vậy? Hả? Cái tên thợ săn quỷ này, không biết là hắn dùng cái hơi thở gì á. Không, mình đoán là hắn dùng hơi thở ánh sáng hay sao á. Kiểu hắn lướt mình không thấy luôn. Này, chuẩn bị hắn lướt tới mình nè. Chuẩn bị. Đó. Đúng kiểu lướt tốc độ ánh sáng luôn mà. Nhưng mà mình không sợ đâu. Không có gì phải sợ hết. Lại lướt à. Rồi, nếm thử hơi thở của lửa đi. Lại lướt tiếp. Kết thúc trận chiến. Hơi thở của lửa. Và mình sẽ cho hắn ăn con cọp lửa. Này thì ha. Nhờn. Banh sát liền. Nhưng mà hắn không rơi ra cây kiếm nha. Ủa, hơi tiếc. Phải hắn rơi ra cây kiếm là đẹp luôn. Tại vì cái thanh kiếm của hắn mình thấy khá là đặc biệt ấy. Không biết là mang hơi thở gì. Mình cũng muốn thử đánh hắn để rơi ra thanh kiếm và test thử cái hơi thở đó luôn. Trong một cái cơn mưa tuyết thì có tên Muzan xuất hiện gần đây. Ai cha cha, hắn đâu? Mình sẽ đánh nhau với hắn 500 hiệp để farm cái súp tua của hắn mới được. À, thì ra ngươi trốn ở đây. Ta đã bắt gặp ngươi rồi. Tới công chuyện nào. Bữa nay mình phải có đánh 500 hiệp với hắn mới được. Để hắn gơ ra cái súp tua thì thôi. Được, đưa cái súp tua ra đây. Hắn đánh thường mình đâu quá. Cẩn thận. Rồi, phải đổi thức luôn. Hắn hất mình lên trên trời cơ. Trời, cái phong cách đánh của hắn sao giống Thượng Huyền Nhất hồi nãy đánh mình vậy. Chết tao, mình dùng hơi thở của mặt trời toàn hụt không vậy. Oh no.
phải dùng trúng thì mới tối đa được được lượng sát thương lên hắn cơ. Đây rồi, đây rồi, mình đang dần lấy lại lợi thế rồi, nhưng mà cũng không được chủ quan nha. Đây 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 đây, lâu lâu gắng dùng mấy cái đòn phát nổ đó cực kỳ thốn luôn. Mình phải thật cẩn trọng khi mà đánh hắn. Mình đã tìm ra được một cái thức có thể khắc chế hắn rồi. Đó, cái thức này mình sẽ có thể đẩy lùi được hắn ra và còn gây được kha khá sát thương nữa. Một công đối chuyện luôn. Rồi, lần này thì để xem hắn có chịu rơi ra cái bộ phận nào trên cơ thể hắn hay không. Đâu cái kiếm nhặt đâu ta? Cái nào có dòng nhặt? Ồ, hình như không có cái kiếm nào mình có dòng nhặt hết. Bảo sao mình đánh mấy tên quỷ nó khó rơi ra đồ quá à. Chắc mình phải gán tìm một thanh kiếm nào có dòng nhặt mình ép vào mới được. Và chắc mình sẽ kết liễu hắn trong cái thức cuối cùng. Yay. Ôi, chưa chết. Hắn còn sống. Hắn vẫn còn sống. Ui, bây giờ thì hắn mới chịu chết nè. Mà hắn vẫn không chịu rơi ra cái xúc tua cho mình. Ê ê ê, cô Cho đang bị ăn hiếp kìa. Này thì dám ăn hiếp cô Cho hả? Thôi, tên thầy gồ không kiếp. Này thì dám ăn hiếp một trụ cột hả? Ây da, mình tới mình trợ giúp liền. Thêm mấy con quỷ thường ở đây nữa. Ây, ô tô xong mà mình lỡ đánh chúng thợ săn quỷ thôi. Nhưng mà một khoan đã, gần đây lại xuất hiện thêm Tanjiro ác quỷ. Cái gì đây? Hết Muzan rồi bây giờ tới Tanjiro ác quỷ. Đằng kia đúng không? À đây rồi. Tìm một hồi cuối cùng mình cũng tìm ra được Tanjiro ác quỷ. Ui, cái gì? Ôi, nhưng mà hình như Tanjiro ác quỷ đánh luôn cả quỷ kìa. Có đánh mình không? Ê, đánh mình luôn. Chết rồi, mất lý trí rồi, ẩu rồi. Phải xử luôn thôi. Mất lý trí là xử hết. Tưởng đâu giúp đỡ giúp đỡ những cái thợ săn quỷ thì tốt, mà đằng này gặp đồng đội mà quýnh luôn thì ẩu rồi đó. Ngừng thao hóa đi, Tanjiro. Hãy học hỏi tôi. Tôi mặc dù tha hóa, tôi uống sữa phát là tôi hết tha hóa liền. Chứ tha hóa lâu như vậy là hơi ẩu rồi đó. Rồi, mình đang kiểu dần dần chiếm ưu thế trước Tanjiro ác quỷ rồi. Nhưng mà một xíu nữa thì mình chưa chắc nha. Đây 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 đây. Đó đó, bắt đầu dùng cái đòn phát nổ rồi đó. Khó chịu thật. Ui, mà công nhận cái xúc tu của Tanjiro ác quỷ quá trời đẹp luôn. Mình muốn nó. Được, muốn thì phải chiến thắng trận chiến này trước rồi đó. Để coi coi Tanjiro ác quỷ có chịu rơi ra cho mình hay không nha. Mình sắp làm được rồi. Tanjiro ác quỷ chỉ còn một tẹo máu thôi. Cố lên, cố lên. Một tí nữa. 33 máu cuối cùng. Ôi ôi. À, dùng hơi thở mặt trời giống nhau à. Nhưng mà muộn rồi, Tanjiro. Kết thúc thôi. Có không? Lần này thì chỉ rơi ra cái huyết quỷ thuật của quỷ vương thôi. Chắc mình phải về nhà để mình cường hóa cái thanh kiếm của mình lên. Có cái dòng nhặt quá, để mình farm những cái xúc tua dễ hơn. Chứ bây giờ mình farm có vẻ là hơi khó ra rồi. Ê, đó là Yorichi. Đây rồi. Chưa, để mình vứt một cái món đồ nào đó. Đây là kiếm sĩ huyền thoại Yorichi nè. Uầy. Và trên tay là thanh kiếm mang hơi thở mặt trời cực kỳ xịn. Giờ thì chắc mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Mình sẽ rước Yorichi về nhà để bảo kê cho khu vực của mình. Không có con quỷ nào mà dám lén phén lại khu vực nhà mình chắc luôn á. Ở đây có quỷ nè, để mình dụ lại coi coi Yorichi sẽ xử mấy con quỷ này xong như thế nào. Wow, cô kìa. Siêu nhanh luôn. Lại đây mấy con quỷ này, lại đây. Lại đây, mình có Yorichi bảo kê rồi.
Wow, coi kiếm pháp nhanh chưa? Kiếm sĩ huyền thoại có khác. Trời, thích quá à. Mặc dù cái chuyến đi này mình không có săn được những cái xúc tua, thế nhưng mà mình ẩm được. Ôi, sao vui chi đánh mình vậy? À, không thích bị ẩm hả? Trời, khó tính gì ta. Trời, xa lánh mình luôn kìa. Thiệt luôn. Đó, thấy Yuichi khó tính chưa? Nhưng mà được cái là rất là mạnh nha. Ok. Khó tính cách mấy thì mình cũng ẩm về nhà thôi. Rồi, tạm thời thì mình sẽ chế tạo thêm một cái thuyền để giữ chân Yuichi lại. Không thôi Yuichi sẽ đi mất ấy. Hồi nãy các bạn cũng thấy rồi đó, mình mới ha thả xuống thôi là đánh mình một cái rồi mới bỏ chạy mà. Nhưng mà rất tiếc mình tay hơi bị to luôn, mình bế về nhà liền. Ủa đâu rồi? Đó, thấy chưa? Cái đôi chân thân thắt này. Nào. Đừng tưởng mạnh là mình không dám đụng nha. Đúng rồi đó, tưởng đúng rồi đó. Không dám đụng thiệt. Giờ mà mình thử đụng Yuichi một phát chắc mình sẽ bị sửa gọn cho xem á. Với lại là mình mà đụng vô là mình gọi là thất kính với tiền bối. Dù sao thì Yuichi cũng là kiếm sĩ huyền thoại mà. Mà không biết có cách nào để lụm thanh kiếm của kiếm sĩ này không ta? Để mình gạ đổi coi có chịu đổi không? À chắc không được rồi. Cái thanh kiếm gì đâu mà đẹp dữ không biết nữa. Cái lưỡi kiếm đỏ sẵn luôn nha. Nhặt 2 hả? Ok, cũng được. Nhặt 2 thì mình sẽ mua 2 quyển mình ghép lại để tạo thành nhặt 3 thì cũng ok thôi. Nó như nhau hết á. 1, 2. Giờ thì ghép vào thanh kiếm nào ta? Mình sẽ ưu tiên ghép vào thanh kiếm của Tanjiro đi. Tại vì đây là một trong những thanh kiếm có thể nói là mạnh nhất của mình. Còn quyển còn lại thì mình sẽ ép vào cái thanh kiếm của Thượng Huyền Nhất. Ok, vậy là mình đã xong công đoạn cường hóa thanh kiếm của dòng nhạc rồi. Hy vọng là những cái trận chiến sau mà mình có chạm trán với Tanjiro ác quỷ hoặc là cái tên chú quỷ Muzan thì mình sẽ dễ dàng farm được những cái xúc tua hơn nha. Hoặc là những cái tai của hắn thì cũng ok. Cái tai của hắn thì nhìn cũng thấy cũng mạnh lắm nè, 21 sát thương cho một cái loại vũ khí cận chiến. Wow, quá dữ luôn. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã thành công dẫn cái kiếm sĩ mạnh nhất về nhà để phục vụ vào công việc sắp tới của mình. Ngoài ra thì mình cũng đã cường hóa thành công những thanh kiếm để chuẩn bị cho những cái trận chiến đi săn xúc tua của mình trong tương lai. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.